Chưa đăng nhang Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lương Vùng Trời Lâm Lò về bó sòn tập tư hòn cách máng hở cán bố đáng viên. Cán bố là bưng quân ẩn cúc về cớn, về rằng có mỹ lợi ích hào quốc dân. Với tân hành mọi cán bố công chức khen nghị, bó sư to giỏi trang mà chuyển môn nhằm cho năm dệt vương năng về trung hòn quân dân. Là cán bộ thuộc phòng tư pháp huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, ở Bù Ngọc Hiền có bom cắp năng phê không huyền té chơ tánh ó. Họ không ở năm dệt là tiếp nhắn cánh kẻ khảy bưng triển lái đất phan hoặc tư pháp, đẩy bằng năng phê hà và bộ sư toàn hẳn bưng năng phê nì báo cho ốt án, phân biết quân dân chơ mát nì có dùm chờ bơ đầy ổn chỉ khoảng trung vũ cán bố nắm cầm. Theo cái sự đổi mới và thủ tục tư pháp hành chính thì huyện Bù Gia Mập và tỉnh đã chỉ đạo nói chung là một cái lớp tòi lông phên mỡ bưng tàng trên lái huyện Bù Gia Mập cánh tỉnh có ổn ba vâng lớp công nhân viên chức nắm cầm ổn chỉ ba mẹ ta hùng ngay đi sân đàn năng về rút nỉ có đầy men văn khoa học. Nhân hẳn, vâng công nhân viên chức nắm cầm ZV có đại tỷ. Báo số to giúp bức cơ quan phòng ban cấp huyện, nhân vâng đảng bố chỉ bộ, vâng lung nằm ZV còn căn bố có mi lại khu phến mở. Vâng buổi sinh hoạt chỉ bộ bàn lá khen nghị, đảng ủy chủ địa phương có cử vâng đồng chí cùng bàn chấp hành mà xung vầy hiến phắng. Đánh năm dệt bưng lông tang khoảng chu cấp, họ từng đăng viện chỉ bộ. Buổi sinh hoạt hàng bờn khoảng chỉ bộ thôn Khắc Khoản, xã Phú Nghế, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, có mít lông sông khoảng bí thư đảng ủy xã Nguyễn Văn Tiến, lúc cài bưng buổi sinh hoạt, có trai sở bưng quân ổn cốt khẩn cấp ủy xã, hồ đại bưng năng về dệt đầy, bưng năng về năng báo dệt đầy. Đối cấp cán bố là trò hù trành đầy lăng phá trầm hoan khoảng quân dân. Làng cho hù đầy lăng phá trầm hoan khoảng quân dân. Có bòm cấp trách nhiệm là bí thư cấp ủy, là quân ổn cốt khoảng địa phương, rú cùng vùng xa Phú Nghế. Cháu tổ có bòm sủ bân nghị quyết khoảng trung ương đảng, nghị quyết khoảng tỉnh, khoảng huyền, hót quân dân. Phải sủ cùng chỉ bộ tăng tánh nghị quyết hạ chấp khó chấp bốc dần mương về hợp quân dần tình chơ hiến phắng tin tưởng và nghe theo và làm theo và người dân biết và giám sát các nghị quyết của này. Nhân lông vùng trời hót viên năm dệt vâng chỉ thị nghị quyết ngày tay cấp cơ sở sân nằn gian cảnh ba vâng chỉ bộ có bính thầy cơ đại lát đi bòm hôm hên bòm cắp chính quyền cơ sở năm dệt vâng năng về chính trị đầy giàu nhất là chờ bệnh ha COVID xếp cầu mỹ ó trách nhiệm khòng cán bộ đảng viên giúp vâng chỉ bộ bản lá mở hương đánh nhau sùng hơn rú thôn hải cằn xã Phú Nghế huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước về tinh an cầm phong tết tinh vùng kiến thiết rú hạ quân dần bản lá hạng mười chỉ ủy chỉ bộ có bằng vâng đảng viên hung ma từng cho hơn nhất là vâng cho hơn quân thọc ké quân bóng mi bắn bưng bình phải choi giờ kiểm soát từng người dân và không để cho dân đói bỏ thôn là tôi sẽ lim le từng quân dân báo hạ quân dần cho ướt giá choi giờ quân dân khao sàn vâng đồng chí đảng viên là vâng quân ổn quốc bảy cấn cùng chú hà phóng đang về bom cắp ngắn là trên báo nêu chớp bom mè năm dệt vâng lung tang chính sách khoảng đảng pháp luật khoảng hơn nước vâng quy định khoảng địa phương nhất là cùng gian trầm cài chỉ bộ có bàn vâng quân bảy liêm le vâng cho hơn cắt vâng quân cắt khó đáng quyền minh ngân choi giờ
cùng San Kenny chơ tên cát đằng tên dần cánh tên quần đang giúp 8 năm dệt VF học dệt toi lang chờ khẳng chủ tịch Hồ Chí Minh vâng cán bộ đáng viên là vâng quân ẩn khúc bày cớn cùng VF học tập tư. VF học tập tư đối các mọi cuốn báo thể cần đầy năm dệt men văn vâng năng về dệt cùng vùng kiến thái sứ hàng mử có bòm cắp quân dần. Thảo Trương Thị Hồng Anh, Phó trưởng Phòng Nội vụ Lao động Thường Bình Xã hội huyện Bù Gia Mập và về hờ căn bố, cực bình là vâng quân ẩn cốt, hào quân dần tình chơ, cần hù tránh quân dần, phải xử rút trọng cân dần. Hàng tuần, mọi cán bộ công chức viên chức Phòng Nội vụ Lao động Thường Bình Xã hội huyện có lưng chơ bảy bản ná, vậy hù đầy vâng hù mi ó bản ná. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì phải chú trọng bám sát cơ sở. Cùng ra năm dệt năm về cần vùng trời hù hót bản mướng. Bày hót bưng cho hơn quân dần về hù đầy lang phá hứa chẳng hòn. Lung cài bưng năng về bưng chủng mũ can bố, công chức khổng phòng. Có hù đầy lang trắng phòng mòn khổng quân dần. Thực tiễn là thước đo chân lý nên mọi nhận thức bưng lung năm dệt nằn cán bộ cho bài sở số trầm quân dần hủ chảnh quân dần từ tên nắn lim lè bưng lung năm dệt lung kẻ khay chắp khò khắp quân dần cán bộ chơ phai gian chơ lung mà bản ná cân mết lò lim hủ quân dần vậy hên vắng quân dần năm mươi khủ cắt khó ra cha neo đầu vậy mít lung kẻ khay quân lãnh đạo hù chảnh vâng khù cần nam dệt neo tờ vầy chắp khò các quân dần chờ bình ha cùng với xếp cầu mỹ ó tờ nâng mở vâng quân on cốt nam dệt khẳng vâng cán bộ đăng viên nhất lọc vâng quân on cốt khẳng cấp ủy có đầy nam dệt tranh tí hơn. Trong cái vấn đề thực hiện nhiệm vụ chị thì đi đôi phát triển kinh tế thì phải cùng vâng năng về nam dệt chính trị bòm các mặt bay kinh tế cho trên báo năm dê bưng năng về tranh thí ẩn cốt bưng hà phóng chơ mi bình hà cổ viết xếp cầu nhân lo bưng lanh táo cho năm dê đi bưng chỉ thí tại cấp ủy hoa trung ương địa phương sơ nàn bưng cán bộ đáng quyền cho ẩn cốt bài cớn về hà quân dân ép học dê toi trên báo quân dân men văn cùng san tờ bưng hòn năng về địa phương tờ can bố tờ còn năm xe bưng năng về can bố bất xúc to là bưng quân tặng tánh tặng nhằng là bưng hù dệt khoảng tặng dệt hờ cách máng mạ pe chủ tịch Hồ Chí Minh cọp ba can bố lò cốt khoảng bưng năng về bưng luôn tập từ can bố là năng về cốt khoảng tặng chứ chầm kham bó sòn khẩn bú trùng mũ cán bộ đăng viên khẩn tỉnh Vĩnh Phúc vào trùng cánh huyền đèn tin bù giảm mập vào rừng đang cố hết nam dệt bưng năng về đánh móc xào ao bưng hún ảnh khẩn cán bộ trung hòn quân dần ăn đi lò khu về nam dệt bưng lang đi gất đẩy cùng hòn chính sách.